Sáng ngày 15 tháng 1 tại thôn Khe Sú, xã Thượng Yên Công, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình Tết Thắm Tỉnh Quân Dân Mừng Xuân Quý Mão 2023. Trong chương trình, cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, cán bộ nhân dân thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công và đơn vị kết nghĩa đã gói 200 chiếc bánh chưng tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thân nhân cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa, lực lượng đang làm nhiệm vụ. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp tươi vui, thắm đượm tình quân dân, thể hiện sự quan tâm chung tay của cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp và nhân dân chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cũng nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự đã đến thăm tặng quà chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi và tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình khó khăn, mỗi suất quà trị giá 700.000 đồng.